Luồng lệnh ớt cơ đã bại luồng người luồng chuồng ớt bữa rõ bại quay kẻ chữ đã ngoài còn nhà ngay chuồng ớt ơi chạy nhà cơm quạt chạy uốn cơm cương mang ai cho mang chuông mệt lưỡi vượt làng chạy uốn trùng càng rác mạt chạy cha đòn gió chạy hết dân lõng điện dân cầu như cả lòng châu nổi lỗ ướng trường khá trường ngõ ăn cửa nhà em lập bàn chàn nhà ùn lắp bàn rủ cô rèm ngọn đèn nhà em chờ đói ngà ơi chiang bồ rõ rõ chiang bồ đà cung bồn rì đã rên bồn quan bầu rửa rì đã rình dấu quanh ngay bồn lẫn lại đỏ rỡ quê mùa càng chín rơi ơi bồn mệt lại mình nó rỡ quê mùa càng mưa cái nít nó đường buồn lúa mì nó bèn lại á rơi ngôi à lôi xò đình quạt đình quái á quê mùa bụi ra lòng lòng ồn ào măng la như chim hoa hót nên ơi măng xót như con nhà ngày trừng phạt chuồng đâm ngày dầm muốn nó rằm bố cưng khế lo con nhà ngày đồn ý đồn ai miệng rút lòng cháy ý đã héo quáng thuê người miệng nàng lòng chạy đã héo dột người héo miệng ru ni ôn chín miệng ru khá kinh ơi này ôn nói đình lòng nhìn luồng trời đáy ngài con á than anh cửa ni ôi hoài ai tân à cửa ni ôi nó con anh trời á dùng con ca ta định cửa đậu nơi con ngã anh tiên ta đến đó mẹ lúc đi lăn đi ta tớ với ở ca cờ bông ta có người hại đôi nó cờ cái ta có người đau
kể ni măng chào chào là của nhà bố đôi nồi kể ni măng con tới cười cùng là bữa tiệc cả đỡ anh buồn mặt lông eo đã ủn này tới nhà về anh mặt lông nhòm lông quê là tật em ăn anh trả làm ủn nơi già mắng anh trả nông cùng anh ngã tì tình ngã mương đi tướng đang chơi định cửa đâu ơi tướng đang dùng định nhà đó mẹ cờ ra mương đi ta có người ảm cờ làm mương đi ta có người nếu con một kênh chiều chiều bảo tới chín dũng lồm đó mẹ ó ăn uốn nơi chí ni à cớ chú mặt lơi chỗ lùm chùm cha mặt lơi chỗ lại tới nhà cổ tất nên quấn phương đã uốn nay có mương tới buồn lại đã nói tình an lặng ơ lặng lại ai ngả ơi đưa ăn chơi một lúc để mà đi đưa ở dũng một kia đêm nay ngả ơi làng giàu bố đào về ngay ra khảo con ngay nó chạy về thảo bên rể người ra cả khảo con đi nó chạy về thảo bên rể ra cả khảo con đó nó chạy về thảo bên đó ra cả cùng nó chạy về thảo bên rì anh ơi khi rì ao lên cờ mà hốt người lê nhà cô mà uống trộn ba nó quan ngày đoàn lì rành nhớ làm ơn nghiên ơn uốn nay làm ơn á nghìn nhọt đó mẹ lấy nó cho đình cửa uốn nối lấy nó cho đình nhà đó mẹ đình nhà chúng cũng ban khi nói anh mang nhớ anh lùng lình lấy tim còn kẻ ác nói anh bằng nhớ cha anh cũng tin rác như con cái đông anh á nhớ uốn na anh cũng bao cú eo quanh ngò bao cú eo vò khi nói tay bằng anh là bữa lên cả uốn đã nói chỉ ni anh phải quên đã uốn này anh ó quên uốn tựa nhá anh tuệ cấm liếm tình phải nói anh ó quên uốn cài nhá anh tuệ cấm nải trả tung
kẻ nói con trùng cửa mình là bữa áo mang đã ủn nơi áo ê ồn nó mắt cưới cho em cái chi là quê tích nhân ngã cài tích nhân tình là người có đạo em ơi hào cười chia quấn phương có mưa nghênh quấn lại ăn uống bài chốt bỏ đông mình trắng mưa cưới quýt dâm anh biết thả lại ăn cho quýt cái anh ta đông nói ăn bụng chuột mình lên anh lùng trước bằng đã nổi anh ăn buồn khát lắm mà anh tôm nhói ảo nơi
ăn tâm thốt tâm lên nhìn tôm nhói ảo kể khăn à, ngay nói anh có người à, chuồn chăn anh lê ra với ngõ đã uốn này anh à, well đó well wrong à, anh nhỏ mặt cưới mà chỉ cho uốn anh cưới lại một lại phù tôn à, cho già đừng đạc uốn này anh nhà cưới lại một lại phú bạc cho già đừng cơm đừng kênh uốn nơi anh nhà quê quê đã uốn này uốn dàn lăng ngỡ lại già chữ cho dình dâm tành măng bỏng lại nồi già chữ cho dình cái ăn tành măng bỏng lon anh quê lon đã ơi uốn quê tật xa lắm quê dâm xa nông tình trùng ó măng một túi uốn nơi tình trường bùi ó măng mô tui tiếng lai đã nổ ai. Ngà tin mà có lộp nhà thấy còn về đi rôm đỡ rơi câu màu vẫy rưỡi nhận là tin mà hay có lời mới ủn hộp anh về rôm đỡ mình câu màu câu màu khỏi nhớ khỏi thiên mà cho hà ơi rồi còn xin chào bố mẹ lê ngã trương con về lì dùng đặt là mương hôm nay con bố mẹ ơi con là mong cho em cho un điều về hôm mà này ơi vậy còn là bé hay đi rồi chẳng có qua gì mà có tâm tình thân đỡ mà đi về đến trường chiều nhà tây còn mang cảm ơn cái tấm lòng lên cao xin chào uốn diệp mà lòng trường nơi mặn mà về lối đi trời xin là lục nhà xây anh ơi hát cùng ùn vài lời cho mà lòng như vậy mà lòng thương cũng vậy cậu đâu xin phép trần trường trường hà cao chiều mẹ lương cho con
xin phép bố chiều mẹ trương ban cho lục tục cho má con xin công trai. Hôm nay đêm tốt nhà ngày lên con nguyện là bậc xin lục câu hạ tay cho con đã trai. Chẳng ngờ con gặp mà bạn đã lô bao ngày xa cách cũng ngã về nơi đây giờ uốn nơi hà đeo cầu lục cầu tay cho con cho cài la định nhà tay la giờ uốn nơi uốn nơi thiếp mời nó ra cùng bàn lục cho uốn mạng qua cảm ơn cùng ngày thiếp mây uốn anh điêu đi hát vòng tiếng mương tình phượng tình ban vây ma bên nhau nhưng chưa hay mà có cái ngay được xin na lúc đỡ thì cho màu hôm nay mình hẹn là đến trường cao đưa mà xin na lúc rồi má câu màu giữa em ăn na về đến chiều chớ đình chuông mong bộ mong miệt linh chuông hay sương ôn à ơi quên lại nơi ni trần quỷ bên na dưới đã thì hát ta chơi đã giờ uốn lên nhà cha che ta đó ngõ thương cho kết na ban cùng phương hỏi thăm cùng giờ uốn ôn ơi linh chiêng bơi rơi đạt dùng bài lời cho cầm bơi là bán ơi lỗ tìm lỗ càng đôi hôm nay cặp lại cái ôn hạ người đã quen nên nó cách đăng ký kênh Người Mường TV 2 trên điện thoại di động của mình các bạn vào ứng dụng YouTube trên mục tìm kiếm của YouTube các bạn gõ chữ Người Mường TV 2 tiếp đến các bạn bấm vào mục tìm kiếm ở cuối trang. Và đây là kênh Người Mường TV 2 xuất hiện. Trước khi đăng ký các bạn có thể xem một số video ở bên dưới. Và các bạn bấm vào nút đăng ký màu đỏ. Sau đó các bạn chia sẻ và bấm vào hình quả chuông ở bên cạnh nút đăng ký màu đỏ.
Bởi đây là kênh của tôi nên là không xuất hiện cái hình quả chuông. Nếu mà máy điện thoại của các bạn chưa đăng ký thì nó sẽ xuất hiện cái hình quả chuông ở bên cạnh chữ đăng ký màu đỏ. Các bạn bấm vào đấy để được nhận thông báo những video mới nhất. Chỉ như vậy thôi, rất đơn giản, các bạn đã đăng ký xong kênh Người Mường TV2 và các bạn có thể trải nghiệm các video mới nhất của kênh. Xin lưu ý với các bạn là không nên đăng ký qua Facebook, bởi vì thường thường kênh Người Mường TV2 sẽ được chia sẻ trên Facebook và các bạn có thể xem trên đấy qua YouTube, nhưng mà đăng ký ở trên đấy thì là sẽ không đăng ký được, bởi vì nó đòi đăng nhập bằng Gmail. Cho nên các bạn có thể phải vào trực tiếp ở trên YouTube trên thoại di động của mình và làm theo các bước hướng dẫn như lúc nãy. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ và chia sẻ.